Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hậu quả lớn nhất của dự án Cát Linh Hà Đông là mất niềm tin của dân. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định dự án kéo dài chục năm và đội vốn 100% này gây mất niềm tin trong nhân dân và có thể trở thành tượng đài để người dân nhớ mãi về một dự án thua lỗ với Trung Quốc. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đến kỳ trả nợ cả gốc cả lãi khoản vay, trong khi tàu thì vẫn chưa được đưa vào vận hành. Bộ Tài chính đã phải ứng quỹ tích lũy để trả nợ trước. Đó là nội dung dẫn trích trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, được báo chí nhà nước đưa tin vào hôm 21 tháng 10. Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh Hà Đông như một khối u nhức nhối giữa lòng dân Hà Nội hơn 10 năm nay. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất xin phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung danh mục trả nợ gốc các hiệp định vay của dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, đưa vào trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành giao thông để trả nợ gốc khoản vay lại của dự án. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn để chia sẻ quan điểm của ông về hai sự kiện này. Câu hỏi rằng, xin chào giáo sư, báo chí trong nước vào hôm 21 tháng 10 năm 2021 cho biết, đến kỳ trả nợ gốc khoản vay lại của các hiệp định vay, Bộ Tài chính ứng quỹ tích lũy để trả nợ gốc khoản vay đầu tư dự án Cát Linh Hà Đông theo cam kết của Chính phủ tại các hiệp định vay vốn. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như Việt Nam không đủ sức trả nợ khoản vay này của Trung Quốc? Giáo sư Đặng Hùng Võ nói rằng, tôi cho rằng trong dự án này còn có nhiều điều chưa rõ ràng, minh bạch. Đây cũng là câu hỏi đặt ra bởi rất nhiều người Việt Nam là bây giờ nó vẫn là một cái hệ quả đường sắt này. Chỉ hơn 10 cây số thôi, chi phí phát sinh trong dự án đã lên gần như là gấp đôi. Thế nhưng mà hiện nay vẫn chưa đi vào vận hành được, chưa đi vào phục vụ cho người dân Hà Nội, mà đã bắt đầu đến thời hạn phải trả nợ. Và như vậy cái vay này cũng không thể ưu đãi bởi vì điều kiện để vay ưu đãi là không có. Đây là hình ảnh ngoài phá kỷ lục về thời gian thi công 11 năm và đợi vốn gấp đôi, đến nay đường sắt Cát Linh Hà Đông đã có thời gian vận hành thử nghiệm kỹ nhất là 3 năm, tuy nhiên dư luận vẫn không biết khi nào tàu có thể khai thác thương mại được. Vậy thì có nhiều vấn đề đặt ra là khoản vay này có cần thiết hay không cần thiết. Và tôi cũng có cảm giác là làm có một cái gì đó nó chưa thực sự minh bạch trong dự án này, và cũng làm nhiều người Việt Nam nói chung cũng đặt ra vấn đề cần phải xem xét. Thứ nhất là trách nhiệm và những lỗi xảy ra gây ra cho Việt Nam và những thiệt hại rất nhiều, kể cả những cơ quan chức năng của Việt Nam. Thì những sai phạm ở đây là những cái gì thì cũng là quá trình cần phải minh bạch. Thứ hai là giải pháp nào để làm cho phía Việt Nam không bị thiệt hại tiếp nữa. Và nó dường như là một cái tượng đài để đưa ra nhắc nhở những người có thẩm quyền cũng như là người dân Việt Nam về cái việc tận dụng ODA của các nước như thế nào để từ kinh nghiệm này rút được những bài học lớn. Thì có hai vấn đề đấy tôi cho là hai việc lớn nhất phải làm. Thế còn đến nay thì chắc chắn là những cái hớ hênh của Việt Nam để bị rơi vào những khoản nợ. Và đường sắt thì chưa hoạt động được mà đã phải trả nợ gốc thì quả là những cái mà chắc chắn người Việt Nam nào nghe cũng cảm thấy có cái gì đó rất bực mình, thêm thậm chí là nỗi buồn. Đây là hình ảnh giáo sư Đặng Hùng Võ và dự án Cát Linh Hà Đông. Câu hỏi tiếp theo, một thông tin khác là Bộ Giao thông Vận tải cũng báo cáo Thủ tướng đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung danh mục trả nợ gốc các hiệp định vay của dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải để trả nợ gốc khoản vay lại của dự án. Nhận xét của ông như thế nào về việc này? Giáo sư Đặng Hùng Võ nói, tôi cho rằng vào đâu đi nữa thì cũng vẫn là tiền của Việt Nam, đưa ra cái chuyện bổ sung vào đâu đấy là thủ thuật về mặt tài chính. Thế thì cái chuyện này tôi cho rằng trả nợ là trả nợ, chứ sao lại đưa vào hạn mục đầu tư công. Tôi cũng cho rằng riêng cái đề xuất đó nó cũng có tính chất vá víu và có tính chất không minh bạch, tiếp tục không minh bạch. Thế thì việc khoản thay này phải trả nợ thì viết vào khoản nợ, chứ không thể viết vào khoản đầu tư tiếp được. Vì đây là một dự án mà Bộ Giao thông Vận tải quản lý trực tiếp, chứ không phải là Hà Nội. Thế thì đây tôi không chỉ cho rằng nó là trả nợ gốc, bắt đầu phải trả lãi thì đưa vào khoản trả nợ, đưa vào hạng mục trả nợ, chứ không đưa vào hạng mục đầu tư công tiếp, thì nó mới có một nền tài chính minh bạch.
Câu hỏi tiếp theo, tuyến đường sắt cao tốc dài 414 km nối từ Viên Chăn, Lào tới biên giới Trung Quốc vừa hoàn thành sau 5 năm xây dựng với số vốn đội lên gấp khoảng 5 lần so với ban đầu. Trong khi đó, Cát Linh Hà Đông chỉ 13 km, xây dựng đã 10 năm nhưng vẫn chưa xong. Tại sao Lào làm được và Việt Nam lại không làm được? Đây là hình ảnh đường sắt cao tốc của Lào và Trung Quốc dài hơn 400 km do Trung Quốc thi công chỉ mất 5 năm, bằng nửa thời gian xây tuyến đường Cát Linh Hà Đông. Giáo sư Đặng Hồng Võ nói rằng, đấy thì tôi vẫn cho rằng trong ký kết các điều khoản có cái gì đấy không minh bạch, và cái này chắc chắn người chủ đầu tư dự án bên Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải sẽ phải làm việc và giải trình trước Quốc hội Việt Nam. Theo tôi là một người dân thì tôi cho rằng phải làm những cái giải trình chi tiết trước Quốc hội về việc quản lý dự án này, tại sao lại hớ hênh đến thế, tại sao lại đẻ ra nhiều cái hậu quả nặng nề đến như vậy. Tôi cho là cái hậu quả lớn nhất là làm mất lòng tin của người dân Việt Nam, còn tiền bạc là hậu quả tiếp theo đối với những dự án chính phủ tiếp nhận kế hoạch dưới dạng vốn ODA. Câu hỏi tiếp theo là phải làm sao để chính phủ hay Bộ Giao thông Vận tải phải công khai hợp đồng của dự án này, thưa ông? Giáo sư Đặng Hồng Võ chia sẻ, tôi cho rằng cần phải tổng thanh tra đối với dự án này. Bởi vì vốn ODA thì chắc chắn là không phải làm gì được phía cung cấp ODA, nên nội bộ Việt Nam phải làm rõ là tại sao có những thất bại và cái thất thoát đối với Việt Nam. Đây là hình ảnh so sánh với dự án Ethiopia có chiều dài gấp 3 lần chiều dài của dự án Metro Cát Linh Hà Đông, nhưng tổng vốn đầu tư chỉ có 475 triệu đô la, rẻ hơn tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án Metro Cát Linh Hà Đông khoảng 3 lần. Còn nếu tính thêm khoản vốn mà Việt Nam phải vay thêm của Trung Quốc để bổ sung cho dự án, thì chi phí gấp khoảng 5,5 lần. Và tại sao lại có những cái điều khoản vô lý đối với Việt Nam kể từ giá cả, giá trị ODA, việc dùng ODA, cái giá trị đó được dùng vào những việc gì thì mới có thể nhìn thấy được những cái khuất tất nếu có, hoặc là có những cái hớ hênh trong tranh chấp về ký kết. Thì tất cả những cái đó phải làm thật rõ, và đây tôi cho rằng cũng là nguyện vọng của rất nhiều người dân Việt Nam mong muốn. Câu hỏi tiếp theo, theo ông, bây giờ làm sao có thể để chính phủ Việt Nam có thể giải quyết dứt điểm dự án này được? Tôi cho rằng, khi mà tôi nói đó là một cái tượng đài, thì tôi đã nói lên một cái ý bóng gió rằng bây giờ có đưa vào hoạt động thì chưa chắc nó đã mang lại lợi ích. Vậy thì hãy để cho nó là một cái việc khác, có thể là một con đường đi bộ để dạo quanh Hà Nội chẳng hạn, có khi lại có lợi hơn là vận hành tiếp tục cái đường sắt này. Giáo sư Đặng Hồng Võ đã nêu ra quan điểm của mình như thế. Được biết, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được phê duyệt vào năm 2008, chính thức khởi công vào tháng 10 năm 2011 và dự tính sẽ vận hành thương mại vào năm 2015. Dự án này liên tục chậm tiến độ, đội vốn từ mức đầu tư ban đầu chỉ có 8.770 tỷ đồng, tức là gần 553 triệu đô la, lên 18.000 tỷ đồng là 868 triệu đô la. Trong số này, vốn vay ODA của Trung Quốc là 13.867 tỷ đồng. Sau 10 năm thi công, tàu vẫn chưa được vào vận hành. Trong khi đó, Trung Quốc vừa mới bàn giao đoàn tàu cao tốc mang tên Liêng Nêu Sao Lào vào hôm 16 tháng 10 vừa qua cho Lào. Đoàn tàu này có vận tốc 160 km/h, sẽ chạy trên tuyến đường ray sắt cao tốc dài hơn 400 km nối Viên Chăn của Lào với biên giới Trung Quốc, được khởi công vào năm 2016. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021 với bản tin Hậu quả lớn nhất của dự án Cát Linh Hà Đông là mất niềm tin của nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.